Tắt tiếng. Xin kính chào quý nhà đầu tư. Rất vui được gặp lại quý nhà đầu tư trong chương trình La bàn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 1. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần. Trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi thì có tôi là Lương Duyên và anh Tuấn Hoàng là chuyên gia đến từ trung tâm tư vấn đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Trong chương trình của chúng tôi về nội dung thì gồm có 5 phần. Phần đầu tiên đó là về thông tin vĩ mô, phần thứ hai đó là về lãi suất tiền tệ và ngân hàng, phần thứ ba là kênh cổ phiếu, phần thứ tư là kênh tài sản khác, phần cuối cùng đó là phần câu chuyện đầu tư. Trong quá trình mà chúng tôi có trao đổi thì quý nhà đầu tư hãy để lại câu hỏi ở dưới comment để cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ đi vào chi tiết nội dung của chương trình. Phần đầu tiên mà chúng tôi có đề cập đến trong phần thông tin vĩ mô với tin tức đầu tiên đó là Trung Quốc bơm 71 tỷ USD vào hệ thống tài chính do lo ngại từ bom nợ Evergrande. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã bơm dòng hơn 460 tỷ nhân dân tệ, xấp xỉ gần 71 tỷ USD vào hệ thống tài chính thông qua các hợp đồng mua lại đảo ngược trong tuần vừa qua, mức lớn nhất kể từ cuối tháng 1 năm 2021. Với hành động hỗ trợ khẩn cấp này thì không chỉ đảm bảo đủ thanh khoản cho cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande mà sẽ đáp ứng được nhu cầu tiền mặt ngay trước kỳ nghỉ lễ một tuần trong đầu tháng 10 ở Trung Quốc. Và trước đó thì Bắc Kinh đã hối thúc Evergrande thực hiện tất cả các biện pháp nhằm tránh vỡ nợ trong thời gian tới. Tuy nhiên thì chưa có dấu hiệu nào cho thấy chính phủ Trung Quốc sẽ can thiệp trực tiếp nhằm cứu lấy Evergrande. Và với thông tin này thì chúng tôi đánh giá đó là với hành động mạnh tay bơm tiền cho thấy cam kết của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc nhằm giữ vững tính thanh khoản trong hệ thống tài chính và trấn an nhà đầu tư. Tuy nhiên thì việc mà Evergrande thực hiện hiện vẫn đang im lặng về cái khoản lãi trái phiếu ngoại tệ là 83,5 triệu USD đã đáo hạn vào ngày 23 tháng 9 vẫn đang gây lo ngại về khả năng vỡ nợ một ngày rõ rệt của Evergrande. Nếu như chúng ta nhìn cái biểu đồ hiện tại trên slide quý vị cũng nhìn thấy á, thì trước đây giai đoạn tháng 1, tháng 2 thì chính phủ Trung Quốc cũng đã phải bơm rất nhiều tiền để hỗ trợ thanh khoản thị trường. Và từ đó đến nay thì do cái tỷ lệ tiêm vaccine khá là cao tại đất nước này khiến cho là Ngân hàng Trung Quốc không phải thực hiện quá nhiều việc bơm vốn để đảm bảo thanh khoản nữa. Tuy vậy đến thời điểm hiện tại khi mà cái sự vỡ nợ của Evergrande có thể xảy ra thì khiến cho POBC cũng thực hiện bơm lượng vốn khá là nhiều ra để đảm bảo rằng là tôi sẽ đảm bảo thanh khoản cho thị trường tại thời điểm hiện tại đó. Thế nên trong trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải quá lo ngại về sự đổ vỡ theo kiểu domino. Ngoài ra một điểm nữa là tổng nợ của Evergrande là khoảng 110 tỷ đô. Thì nếu như chúng ta so sánh với cả GDP của Trung Quốc, GDP Trung Quốc là 14.000 tỷ đô nếu tính theo số liệu 2019, 2020 chắc là sẽ hơn. Đó. Thế thì nếu như chúng ta chia cái đó ra thì cái tác động tổng nợ của Evergrande đâu đó chỉ khoảng 0,7% GDP của Trung Quốc. Chính vì vậy nên ngoài ra thì Evergrande là một công ty thiên về bất động sản và công ty thiên về sản xuất nên thành ra là cái ảnh hưởng của công ty sản xuất sẽ khác nhiều so với công ty tài chính. Không được công ty tài chính thì họ sẽ có cái tác động rất là lớn domino nhiều hơn so với những công ty mà thiên về sản xuất hay là bất động sản. Đó. Thì trong trường hợp như vậy thì tôi nghĩ rằng là nếu ảnh hưởng của việc mà vỡ nợ của Evergrande này nó có thể xảy ra đến Việt Nam nhưng mà nó chỉ là rất là ngắn hạn thôi. Đó, thì chúng ta không cần để quá lo ngại chuyện này. Và chúng ta sẽ chuyển sang tin thứ hai, đó là khủng hoảng chuỗi cung ứng ngày một trầm trọng hơn. Với tin tức này thì cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng đang ngày một nghiêm trọng hơn khi mà dịch COVID-19 khiến cho các cảng không thể hoạt động được hết công suất vì quá tải. Và những gián đoạn của chuỗi cung ứng khiến cho thời gian giao hàng bị kéo dài kỷ lục và sản phẩm chip bây giờ đang cần đến 21 tuần để có thể hoàn thành được một đơn giao hàng. Và chuỗi cung ứng thì đang ngày một trở nên rối ren khiến cho nhiều ngành hàng bị ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ như ngành ô tô toàn cầu dự báo sẽ mất khoảng 210 tỷ USD doanh thu do khan hiếm chip, hay là điều này sẽ chỉ khiến cho cước vận tải và hàng hóa tiếp tục trở nên nóng hơn khi mà các đơn hàng bị gián đoạn trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ sau COVID-19 tăng cao.
Ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta cần phân biệt ra hai loại. Một loại đó là đối với chip thì nó là do cái phần mà cầu lớn hơn cung rất là nhiều, nhất là trong trường hợp mà hiện tại chúng ta đang là công nghiệp bộ, công nghệ cái thời đại của 4.0 và thời đại của AI, của đa phần tất cả những mọi thứ đều là chuyển năng thông minh, thì cái nhu cầu của chip cũng rất là lớn. Chúng ta cần biết rằng là cái nhu cầu chip tăng cao do 5G, do IoT này đó, và cái nguồn cung hiện tại nó đang không kịp so với cả nguồn cầu sản xuất ra. Đó đây chính là cái nguyên nhân mà việc chip nó thiếu như vậy. Còn câu chuyện thứ hai là câu chuyện về container xếp hàng dài và không di chuyển được, thì cái đấy là còn lại một câu chuyện khác về các dòng sản phẩm khác. Và đương nhiên thì trong cái câu chuyện như vậy thì chúng ta nhận thấy rằng là cái ngành cảng biển như SGP này, hay là GMD cũng đã được tăng giá rất là mạnh do hưởng lợi từ cái quá trình đấy, hay là HAH. Tuy vậy thì cái câu chuyện như thế thì Tuấn nghĩ nó chỉ theo kiểu dạng ngắn hạn 1-2 năm, nhưng mà câu chuyện mà chúng ta cần phải lưu ý đến đó là câu chuyện chip. Và nếu như chúng ta nhìn lại lịch sử thì đã có một lúc mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ấy vẫn còn làm Thủ tướng ấy, thì bác có đến đặt câu chuyện với cả bên Samsung rằng là muốn Samsung đặt một cái nhà máy sản xuất chip tại đây. Đó thì đương nhiên thì đấy thì hiện tại thì họ chưa đặt tại đây, nhưng mà nếu như câu chuyện này xảy ra trong tương lai thì tôi nghĩ sẽ là một cái câu chuyện khá đáng để lưu ý, nhất là trong điều kiện hiện nay là khi mà sản xuất chip ấy, thì nó cần một liên quan đến phosphor chẳng hạn, là một thành phần khá là quan trọng khi mà thực hiện cái chip đấy, hay là xe điện đó. Thì trong trường hợp như thế, cộng với cả việc mà Trung Quốc đang giảm xuất khẩu phosphor vàng, rồi gần như mọi thứ cái quy mô sản xuất phosphor của Việt Nam mình đang chiếm lớn nhất trên thế giới, và công ty DGC là công ty mà sản xuất lớn nhất Việt Nam, thì sẽ là công ty sẽ được hưởng lợi rất nhiều theo cái chuỗi cung ứng liên quan đến cái câu chuyện về chip và xe điện đó. Thì đây là công ty mà tôi nghĩ rằng quý vị cần phải theo dõi trong khoảng 4-5 năm tới, khá là quan trọng. Vâng, và thông tin thứ ba mà chúng tôi có cập nhật trong phần thông tin vĩ mô, đó là thế giới lo ngại sẽ phải trả thêm tiền để giữ ấm mùa đông năm nay. Thì giá khí tự nhiên đang ở mức cao nhất trong 13 năm trở lại đây, ở mức là 5.105 USD MMBtu. Và khi mà thời tiết cực đoan của Mỹ, khi mà thời tiết cực đoan ở Mỹ và châu Âu đang khiến cho nhu cầu tiêu thụ tăng cao và tồn kho giảm mạnh. Với tình trạng thiếu khí diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở Mỹ và châu Âu, thì tại Mỹ thì nắng nóng kỷ lục trong tháng 6 và tháng 7, cũng như bão Ida khiến cho tiêu thụ khí đốt tăng mạnh hơn. Và ở châu Âu thì thời tiết nắng nóng và sản lượng điện gió thấp và giảm nhập khẩu từ Nga đang khiến cho giá khí cao hơn bao giờ hết và khiến cho giá điện tăng vọt, với giá điện ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tăng gần 3 lần từ đầu năm lên đến 175 euro trên MWh. Và với việc mà chỉ còn vài tháng nữa là sẽ tới mùa đông, vào cái thời điểm mà tiêu thụ khí đốt nhằm giữ ấm tăng mạnh nhất trong năm, thì sẽ khiến cho khí còn biến động mạnh hơn. Và các doanh nghiệp sản xuất khí và cung cấp điện sẽ được hưởng lợi nhờ nếu như mà giá khí tiếp tục tăng khi chưa có giải pháp nào cho trường hợp thiếu khí này. Chúng ta cần phải nhìn một bức tranh dài hạn hơn là một cái bức tranh rất là ngắn hạn, đó là giá khí tăng hoặc giá khí giảm. Bởi vì chúng ta cần phải biết rằng là việc tăng lượng sản lượng khí hay không thì nó cũng chỉ cần thông qua một cái chính sách của bên Đông Âu, Trung Âu, Trung Đông chẳng hạn, họ có thể tăng thay đổi một chút là có thể thay đổi được cái giá. Thì ở đây tôi muốn nói đến rằng là vì sao bây giờ cái lượng điện nó thiếu như vậy. Chúng ta bắt đầu quay back lại từ năm 2010, khi mà cái xu hướng chuyển dịch dần sang cái năng lượng tái tạo lên rất là mạnh mẽ. Từ năm 2010 đến 2019, ấy, thì Trung Quốc chiếm đến 50% cái sản lượng tiêu thụ xe điện trên toàn thế giới. Và đến năm 2020, sản lượng tiêu thụ xe điện của Trung Quốc chỉ còn chiếm khoảng 38% thôi. Nguyên nhân không phải vì Trung Quốc giảm tiêu thụ đi, mà vì cái lượng tiêu thụ xe điện trên các nước phát triển nó tăng lên rất là cao, đặc biệt là ở khu vực châu Âu. Đó, châu Âu tăng trưởng gần như gấp đôi trong năm 2020 về xe điện. Đó thì đây chính là một cái đặc điểm khiến cho cái nhu cầu của điện ngày càng tăng lên trong dài hạn. Và nếu đi theo cái câu chuyện này thì Tuấn tin rằng là qua thời kỳ này sang các năm tiếp theo, cái nhu cầu về điện vẫn là một cái vấn đề rất là bức thiết trong thời gian tới. Và nếu như chúng ta nhìn Việt Nam mình, quay lại câu chuyện Việt Nam mình, và chúng ta nhìn forward thêm khoảng 5 đến 7 năm tới, thì tôi tin rằng là ngành phát triển điện tái tạo sẽ là một ngành khá là quan trọng để chúng ta cần phải theo dõi kỹ,
Đặc biệt trong ngành này chúng ta có thể theo dõi một số công ty kiểu TP2 này, là công ty về tư vấn thiết kế điện, và công ty này cũng có bắt đầu chuyển dịch gần sang phát triển năng lượng điện rồi, và cái IRR cho các dự án của họ đạt cái tỷ suất rất là cao, toàn trên 20% thôi. Thì TP2 tôi nghĩ là một doanh nghiệp chúng ta rất cần phải theo dõi thời gian tới. Nhưng điểm trừ doanh nghiệp này đó là doanh nghiệp này rất là ít thông tin IR, tức là thông tin kiểu như là đến cộng đồng đầu tư. Rồi hay là một công ty khác như PC1 thì chúng ta cần phải theo dõi công ty này theo câu chuyện về phát triển năng lượng tái tạo Việt Nam trong khoảng 5 đến 7 năm tới. Và đến tin cuối cùng của phần thông tin vĩ mô, đó là Việt Nam sản xuất thành công vaccine Sputnik V. Công ty trách nhiệm hữu hạn vaccine và sinh phẩm số 1 Fabiotech công bố sản xuất thành công vaccine Sputnik V và sẽ bắt đầu gia công đóng ống vaccine với số lượng lớn nhằm cung cấp cho chương trình tiêm chủng phòng chống COVID-19 toàn quốc. Và với quy mô gia công và đóng ống của Fabiotech hiện tại sẽ đáp ứng được khoảng 5 triệu liều trên một tháng, dự kiến mục tiêu sẽ nâng lên là 100 triệu liều trên một năm và nhận chuyển giao hoàn toàn công nghệ sản xuất vaccine từ Viện Gamaleya của Nga. Và nhà sản xuất vaccine Sputnik V cho biết đó là vaccine đạt hiệu quả là 91,6% khi thử nghiệm lâm sàng và sau khi mà tiêm có hiệu quả sẽ bảo vệ lên tới 97,6%. Và với việc mà có thể tự sản xuất được vaccine COVID-19 trong nước thì sẽ giúp cho Việt Nam có thể sớm đạt được mục tiêu là 70% miễn dịch cộng đồng. Và qua đó thì sẽ thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh và xã hội sớm được mở cửa trở lại hơn và phục hồi kinh tế sớm hơn. Vâng, tin này thì chắc chắn là tốt cho Việt Nam rồi, đúng không ạ? Khi mà sản xuất cái vaccine này thì khiến cho việc mà đẩy mạnh vaccine tiêm phòng trên toàn Việt Nam sẽ được nhanh hơn. Chúng ta cần nhìn thấy rằng có hai cái xu hướng trong trường hợp này. Xu hướng của Nanocovax chẳng hạn là họ muốn xây dựng một cái vaccine riêng Việt Nam. Và xu hướng thứ hai là xu hướng mà phát triển một cái công nghệ đã được phát triển rồi, thì cái việc mà cấp phép được phát triển rồi để nhanh tiến độ xuất được nhanh hơn, thì đây là bên này là bên Vin, đúng không? Họ đã đi theo cái hướng này và tôi đang thấy là họ đã đi nhanh hơn so với cả việc mà tự phát triển cái vaccine. Ok. Vâng. Và đó là chúng tôi đã đi qua phần đầu tiên, đó là về phần thông tin vĩ mô. Quý nhà đầu tư có câu hỏi hãy để lại ở dưới comment và cuối chương trình thì chuyên gia của chúng tôi sẽ quay trở lại để giải đáp cho quý nhà đầu tư. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Với tin tức đầu tiên đó là tăng trưởng tín dụng dự báo hồi phục trong quý 4. Đến ngày 31 tháng 8 năm 2021 thì tín dụng toàn nền kinh tế đạt trên 9,87 triệu tỷ, tăng 7,42% so với cuối năm 2020. Và so với tháng ngay trước đó thì tăng trưởng tín dụng của tháng 7 và tháng 8 vẫn tiếp tục duy trì dương với mức tăng là 0,69% và 1,13%. Đây là mức tăng trưởng rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu thiệt hại từ đại dịch COVID-19. Và trước đó thì vào tháng 7 năm 2021 thì nhiều ngân hàng được cấp thêm hạn mức tín dụng như TCB hay là như TCB, TP Bank thì là 17%, MSB là 16% và MB là 15%. Và khi mà dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn và việc tiêm vaccine COVID-19 tiếp tục được triển khai tích cực thì dự báo cầu tín dụng sẽ bật tăng trở lại tương tự quý 4 năm 2020. Dư nợ tín dụng tăng từ 6,08% tại cuối tháng 9 lên 12,13% vào cuối năm. Cái về vấn đề tăng quy mô tín dụng thì Tuấn hay ví von rằng là việc tăng được quy mô tín dụng thì cũng giống như việc các công ty sản xuất mở thêm được một cái nhà máy mới, đúng không ạ? Thì nó sẽ làm tăng cái khả năng sinh lời của doanh nghiệp đó lên, nó tăng được quy mô lên. Thì về cơ bản các ngân hàng Việt Nam đều tăng được tín dụng ở mức hai con số liên tục trong nhiều năm, nhưng đặc biệt là có một số các ngân hàng tăng được quy mô tín dụng cao hơn một chút, như kiểu Techcombank hay TPBank là họ được 17%, đúng không ạ? Hay câu chuyện như MSB và MB. Nhưng trong câu chuyện mà để tăng tín dụng này thì Tuấn muốn lưu ý một điểm, đó là một doanh nghiệp, một ngân hàng mà họ có cái quản lý rủi ro chặt hơn một chút và cái chất lượng tài sản họ tốt hơn một chút thì là những ngân hàng mà chúng ta nên theo dõi và đầu tư vào sẽ là hay hơn. Đó thì trong trường hợp như vậy thì Tuấn rất là ưa thích những doanh nghiệp như Techcombank chẳng hạn, và hay là MB Bank, cái chất lượng tài sản và cái trích lập dự phòng rủi ro của hai doanh nghiệp này khá là lớn. Tuy vậy thì TP Bank cũng là một doanh nghiệp, một ngân hàng khá đáng theo dõi khi mà ngân hàng này khá năng động trong thời gian qua. Vâng. Và với
phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng, thì sẽ có tin tức thứ hai, đó là Fed có thể bắt đầu giảm mua tài sản từ tháng 11 và nâng lãi suất từ năm 2022. Thì sau hai ngày họp, đó là ngày 21 và 22 tháng 9 vừa qua, thì Fed đã thông báo có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản vào tháng 11 và kết thúc chương trình vào khoảng giữa năm 2022. Và việc nâng lãi suất dự kiến sẽ được thực hiện, nhưng sẽ diễn ra rất là chậm, dự kiến là lên 1% vào năm 2023 và 1,8% vào năm 2024. Và tỷ lệ thất nghiệp tháng 8 ở Mỹ là 5,2%, giảm mạnh từ mức đỉnh là 14,8% vào tháng 4 năm 2020, nhưng vẫn cao hơn mức là 3,5% vào tháng 2 năm 2020, và thời điểm trước khi xảy ra đại dịch. Và với những thông tin trên, thì những bước đi của Fed được truyền thông trước rõ ràng, tâm lý thị trường đã có sự chuẩn bị tốt hơn và dẫn đến là sẽ hạn chế phần nào ảnh hưởng tiêu cực đến dòng tiền của các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vâng, thông thường thì Fed mà cứ tăng lãi suất hay là ngừng mua tài sản thôi ấy, thì cái thị trường trước thời điểm công bố ấy thì khó mà tăng được. Đó thì chúng ta cần lưu ý một điểm thế. Và thứ hai nữa là khi mà Fed tăng lãi suất thì thông thường trong quá khứ có thể có những cú sụt giảm khoảng 10%, thì chúng ta phải chấp nhận cho cái trường hợp như thế. Tuy vậy không nghĩa rằng là hiện tại sẽ lập lại lịch sử nhé, bởi vì đôi khi rằng là mọi người đều nhìn thấy điều đấy, khiến cho là giá cổ phiếu nó không tăng trong giai đoạn trước khi Fed công bố rồi. Đến khi Fed công bố thông tin đó thì lập tức là thậm chí nó không giảm, nó lại tăng lên trở lại. Đó. Thì đây là một câu chuyện nó rất là hay của cái thị trường chứng khoán, tức là mọi thứ nó không lặp lại giống hệt như những lần cũ. Đó thì đấy là một đặc điểm chúng ta cần phải lưu ý. Đó thì nhưng mà trong trường hợp như thế thì khi mà quý vị đầu tư tại thời điểm này thì quý vị hãy sẵn sàng trong một cái trường hợp rằng là nếu trường hợp xấu nhất thì thị trường sẽ giảm khoảng 10%, và đó cũng sẽ là một cơ hội chúng ta mua thêm. Mà thậm chí nếu chúng ta đang cầm rất nhiều cổ phiếu rồi, chúng ta đừng lo ngại vì nó chỉ xảy ra trong ngắn hạn mà thôi. Vì về dài hạn thì cái nền kinh tế này cũng tăng trưởng, và nếu như mà tài sản quý vị đang cầm là những doanh nghiệp tốt, làm ăn rất là bài bản và họ tăng trưởng được lợi nhuận theo thời gian, thì những doanh nghiệp đấy dần dần cái định giá của doanh nghiệp sẽ tăng vọt lên theo thời gian. Đó thì đấy là điểm mà tôi muốn lưu ý quý vị tại thời điểm này. Dạ vâng, và với tin tức đó thì chúng tôi cũng kết thúc phần lãi suất tiền tệ và ngân hàng. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh cổ phiếu trong tuần này. Với tin tức đầu tiên, đó là thị trường bảo hiểm nhân thọ của Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. Các doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đã và đang mở rộng mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, thể hiện rõ qua tốc độ tăng tổng tài sản rất là mạnh, ví dụ như FVKD hay là Sun Life. Và với nguồn lực tài chính rất lớn từ tập đoàn mẹ, thì các doanh nghiệp bảo hiểm ngoại mới gia nhập thị trường Việt Nam sẽ không ngần ngại để chịu lỗ, để gia tăng thị phần của mình. Sun Life năm 2020 đã lỗ trước thuế là 729 tỷ đồng, FVKD lỗ là 1.703 tỷ đồng, Manulife lỗ 2.043 tỷ đồng. Nhưng ở chiều ngược lại thì các thương hiệu đã có mặt lâu năm thì lại bắt đầu hưởng trái ngọt với những lợi nhuận tăng mạnh ở mức rất là lớn. Tại khu vực châu Á thì khoảng 20 đến 40% dân số mua bảo hiểm, chi phí mua bảo hiểm nhân thọ từ GDP của các quốc gia phát triển đạt khoảng là 10 đến 15%, trong khi ở Việt Nam thì số người mua bảo hiểm hiện chưa tới là 10% dân số, chi phí bảo hiểm chỉ chiếm khoảng 2% GDP. Và với dân số là 100 triệu người và mức thu nhập bình quân tăng dần thì Việt Nam đang là thị trường bảo hiểm đầy màu mỡ với dư địa còn rất là lớn. Trong cái trường hợp câu chuyện bảo hiểm màu mỡ này thì thực ra chúng ta nghe rất nhiều rồi, không phải bây giờ mới nói, nhưng mà cái lợi nhuận của ngành bảo hiểm nó vẫn lại đẹp như vậy, nó không phải là quá mạnh mẽ. Nguyên nhân cũng một phần đó là bởi vì cái trong thời gian 5 năm qua là cái lãi suất của trái phiếu chính phủ nó giảm liên tục. Tuấn còn nhớ lãi suất của trái phiếu chính phủ 10 năm còn nó 2,4%, tức là rất là thấp. Nhưng mà ngược lại thì bây giờ cái xu hướng nó đang đảo ngược dần, tức là lãi suất của trái phiếu chính phủ đang dần dần tăng trở lại. Đó. Thế thì bây giờ chúng ta thông thường ấy thì ngành bảo hiểm nó sẽ tăng trưởng về cái phí bảo hiểm gốc ấy khi mà nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng, tức là người dân có nhiều tiền hơn và họ sẵn sàng chuyển một phần tiền đó để quay sang phần bảo vệ chính mình trong tương lai. Đó, thế thì khi mà chúng ta bet vào trường hợp là thị trường nền kinh tế mình sẽ phục hồi trong giai đoạn 2022 trở đi thì ngành bảo hiểm tôi nghĩ là một ngành rất là đáng xem xét, là một. Thứ hai nữa là lại được hưởng lợi thế nữa là nhiều khả năng rằng là cái lãi suất của trái phiếu chính phủ sẽ tăng lên trong thời gian tới,
Thì như vậy chúng ta đang được hưởng lãi kép của cả hai thứ cùng một lúc như này. Thì đó, đây là một cái điểm chúng ta cần lưu ý. Ngành bảo hiểm sẽ có rất nhiều cơ hội trong giai đoạn 2022 trở đi. Nếu như trong ngành bảo hiểm thì có một số doanh nghiệp thiên về bảo hiểm nhân thọ, thì có PVI và bảo hiểm bảo viện BBH. Trong ngành phi nhân thọ thì có khá nhiều công ty. Thì trong cái phần phi nhân thọ thì Tuấn rất là yêu thích những doanh nghiệp như kiểu MIG hay là ABI, là những doanh nghiệp mà có cái ROE khá là cao. Đó, thì quý vị có thể theo dõi thêm. Dạ vâng. Và tin tức thứ hai trong kênh cổ phiếu tuần này thì chúng tôi có nhắc đến Novaland sẽ tiếp tục dùng cổ phiếu đảm bảo cho khoản vay 500 tỷ bằng trái phiếu. Novaland vừa thông qua quyết định về việc huy động 500 tỷ trái phiếu được đảm bảo bằng cổ phiếu NVL. Theo thống kê, NVL đã huy động khoảng 10.000 tỷ trái phiếu từ đầu năm. Và trong vòng kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, thì NVL ghi nhận doanh thu thuần hơn 7.050 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ, và lãi dòng đã tăng khoảng 53% so với cùng kỳ. Và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu từ năm 2020 duy trì ở mức cao và sẽ còn tiếp tục tăng trong bối cảnh mà doanh nghiệp liên tục phát hành triệu vốn là trái phiếu của nhóm doanh nghiệp bất động sản tiếp tục tăng mạnh, và tỷ lệ phát hành tỷ lệ trái phiếu bất động sản sẽ được đảm bảo một phần bằng cổ phiếu hiện tại chiếm 64% tổng lượng trái phiếu bất động sản phát hành trong 6 tháng đầu năm. Và với những thông tin trên thì nhà đầu tư cần phải theo dõi sát sao về triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp này để có thể nhận diện được những rủi ro trong bối cảnh doanh nghiệp liên tục gia tăng tuần bảy. Đối với doanh nghiệp như Novaland thì câu hỏi thường quý vị đầu tư hỏi Tuấn rằng là có nên đầu tư hay không, thì Tuấn có muốn một cái tham khảo một chút này. Tức là cái tổng quỹ đất của Novaland nó khoảng 5.400 ha, và tổng quỹ đất của Vinhome là khoảng 16.000 ha. Tức là quỹ đất của Vinhome gấp khoảng 3 lần quỹ đất của Novaland, và cái vốn hóa của Novaland hiện tại là 150.000 tỷ, và vốn hóa của Vinhome là khoảng 340.000 tỷ. Đó, thì như vậy đâu đó rằng là chúng ta nhận thấy quy mô vốn hóa của Vinhome chỉ gấp khoảng hơn 2 lần một chút, với cả Novaland trong quỹ đất của Vinhome thì gấp 3 lần quỹ đất của Novaland. Thì trong trường hợp như thấy rằng là nếu như Tuấn là một nhà đầu tư thì Tuấn sẽ ưa thích doanh nghiệp như kiểu Vinhome hơn. Bởi vì sao? Vì cái quỹ đất của họ rộng lớn hơn, và trong đó cái định giá của họ theo từng ha đất ấy, nó sẽ rẻ hơn rất nhiều so với cả Novaland. Đó, thì đấy là một cái phép so sánh thử để quý vị có thể nhìn kỹ hơn về việc lựa chọn của vấn đề đầu tư. Vâng, và đó là Duyên và anh Tuấn đã đi qua phần kênh cổ phiếu. Quý nhà đầu tư có câu hỏi gì hãy để ở dưới comment, và cuối chương trình thì chúng tôi sẽ quay lại để giải đáp những câu hỏi của quý nhà đầu tư. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần kênh tài sản khác. Quý nhà đầu tư, thì chúng tôi còn có cập nhật danh mục giá trị tuần này cho quý nhà đầu tư. Đó là so sánh hiệu quả của danh mục giá trị từ đầu năm cho đến nay của danh mục giá trị thì đạt là 47,6%, gấp 2,31 lần so với chỉ số VN Index là 20,6%. Và danh mục của chúng tôi thì sẽ được cập nhật thông tin ở cộng đồng của chúng tôi, đó là cộng đồng thích sản và đầu tư thịnh vượng Newell. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng có để danh mục ở trên trang web vndirect.com.vn để quý nhà đầu tư có thể tham khảo. Sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần thứ hai, đó là về phần kênh tài sản khác. Với phần kênh tài sản khác thì chúng tôi sẽ đề cập đến tin tức đầu tiên là hàng hóa, liệu siêu chu kỳ hàng hóa mới bắt đầu từ Trung Quốc. Thì chúng ta hãy cùng nhìn qua các năm trước đây, cái giai đoạn trước đây của Trung Quốc. Vào năm 1993 thì định hướng kinh tế sản xuất, xuất khẩu sau khi mà Giang Trạch Dân làm tổng bí thư, thì khi đó thì xây dựng nhà máy và nhập khẩu nhiều nguyên liệu. Vào giai đoạn năm 2003-2012 thì tiếp tục mở rộng sản xuất, định hướng thành công xưởng thế giới sau khi gia nhập WTO, và điều này thì đã thu hút đầu tư và nhập khẩu nguyên liệu thô nhiều hơn. Và năm 2013 thì giới thiệu sáng kiến vành đai con đường, thì điều này dẫn đến đầu tư ra bên ngoài nhiều hơn, chuyển các nhà máy ra ngoài Trung Quốc. Và năm 2020 thì Trung Quốc cam kết sẽ trung hòa carbon trước năm 2060, thì dẫn đến việc là siết sản xuất với những nhà máy ô nhiễm như là giấy hay là điện than. Và năm 2021 thì sáng kiến bầu trời xanh giảm ô nhiễm cho Bắc Kinh và Thiên Tân trong Thế vận hội mùa hè vào tháng 2 năm 2022. Thì điều này sẽ cắt giảm sản xuất với các nhà máy ở Hà Bắc và thủ phủ thép, các tỉnh sản xuất than gồm Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Nam.
Vậy thì với những tin tức trên, khi mà Trung Quốc xây dựng kế hoạch giảm ô nhiễm thì dẫn đến nhu cầu cơ bản về hàng hóa khó tăng và khi đó siêu chu kỳ hàng hóa khó xảy ra trong trung hạn. Và thứ hai là Trung Quốc cắt giảm sản xuất thì dẫn đến cung cấp mặt hàng là đầu ra của công nghiệp nặng như kim loại, phân bón, hóa chất sẽ giảm. Theo thông tin gần đây nhất thì nó là hai kết hợp hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là câu chuyện về thiếu hụt điện như Tuấn vừa nói, đó là Trung Quốc họ cái nhu cầu về điện đang tăng lên rất là cao vì nguồn cung không được kịp đó. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện về ô nhiễm. Chính vì kết hợp hai câu chuyện này thành ra là chính phủ Trung Quốc mới vừa đưa ra một chính sách, đó là cắt giảm một loạt các công ty gây ô nhiễm và tiêu thụ nguồn năng lượng điện lớn như là thép này, rồi hóa chất này, rồi silicon, rồi xi măng vân vân rất nhiều lần đó. Thế thì khiến cho cái giá của các mặt hàng này tại Trung Quốc tăng lên rất là cao. Ví dụ như là thép đi chẳng hạn, thì giá thép của Trung Quốc nó đang cao hơn Việt Nam đó khoảng 15-20%. Khi mà giá của thép của Trung Quốc tăng cao như vậy thì khiến cho giá thép của Việt Nam mình, một là cạnh tranh với nước ngoài cũng bị đốt căng thẳng hơn và giá thép tiếp tục neo ở mức cao. Và thứ hai nữa là thép tại Việt Nam có thể nhập khẩu vào lại Trung Quốc đó. Thì đấy là những đặc điểm mà chúng Tuấn cho rằng là thời gian tới chúng ta thể để ý một số các doanh nghiệp thiên về câu chuyện là thay thế Trung Quốc, tức là những doanh nghiệp mà Trung Quốc, những ngành công nghiệp mà Trung Quốc bắt đầu bỏ đi thì cái phần đấy bắt đầu dành lại cho Việt Nam. Thì chúng ta sẽ thấy là một số công ty đều kiểu như là bất động sản công nghiệp này đã tăng trưởng rồi và nó kéo dài trong rất nhiều một hai năm qua rồi và có nguồn cung tăng lên rất nhiều, nên Tuấn nghĩ rằng là cái cơ hội này vẫn còn, nhưng mà chỉ dành cho những doanh nghiệp mà có quỹ đất rất là sạch và sẵn sàng cho thuê ngay thì sẽ là những doanh nghiệp mà được hưởng lợi hơn. Câu chuyện thứ hai là Tuấn nghĩ là những công ty mà thay thế cái mảng sản xuất của Trung Quốc như Hòa Phát này, đúng không? Khi mà gần như họ sản xuất ra đâu là họ bán hết đến đấy, không bán ở trong tức là cạnh tranh ở trong nước thì họ có thể bán xuất khẩu ra nước ngoài đó. Rồi thứ hai nữa là những công ty mà thêm về sản xuất giấy như kiểu Đông Hải Bến Tre, DHC, họ cũng đã phát triển tăng cái lượng công suất của họ lên rất là mạnh mẽ và khiến cho và họ vẫn bán hết được hàng và cái giá vô cái giá trị vốn hóa của DHC tăng gấp 3 lần trong một năm qua. Thứ ba nữa là ví dụ công ty DGC thì công ty này là công ty mà có cái lợi thế cạnh tranh tốt hơn hai doanh nghiệp kia, đó là họ có từ cái mỏ apatit của họ là mỏ gần như là có rất nhiều lợi thế khi mà cái lượng mà phốt pho trên thế giới nó rất là hiếm và họ cũng là người rất là tập trung vào chế biến sâu. Rồi nhu cầu của chip này, nhu cầu của pin điện này, pin sắt này thì nó đang được tăng lên và khiến cho cái nhu cầu sản phẩm đầu ra của DLC nó tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Thì đó là những câu chuyện mà Tuấn nghĩ là chúng ta cần phải xem xét trong thời gian tới, nên xem xét trong thời gian tới ạ. Dạ vâng. Và kênh tài sản khác thì còn một kênh bất động sản mà chúng tôi có nhắc đến trong chương trình lần này, đó là bất động sản sông Hồng và sự dịch chuyển tạo ra những trung tâm mới của thủ đô. Thì Hà Nội hiện đang có 8 cầu bắc qua sông Hồng và dự kiến thì sẽ xây dựng thêm 10 cây cầu. Và quy hoạch phân khu sông Hồng thì được duyệt cũng thúc đẩy thị trường bất động sản hai bên bờ sông Hồng. Và thay đổi suy nghĩ của nhà đầu tư ở từ trước đây đó là mua nhà ở trung tâm để đi lại thuận tiện, chuyển sang là mua nhà với không gian sống xanh hơn. Và cộng thêm việc mà chủ đầu tư chuyên nghiệp hơn và phát triển các đại dự án với những tiện ích đầy đủ hơn thì sẽ thúc đẩy cho người dân chuyển ra khu vực ngoại ô. Và với những thông tin trên thì chúng tôi có đánh giá đó là giá bất động sản khu vực phía đông sông Hồng như Đông Anh, Mê Linh, Gia Lâm, Văn Giang thì sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn các khu vực khác. Vâng, câu chuyện thì đương nhiên là chắc chắn rồi. Tức là khi mà các cây cầu được bắc qua sông Hồng ngày càng nhiều ấy, thì đó là cơ hội mà chúng ta có thể đầu tư vào bất động sản mà ở khu vực cận ven đô, và chúng ta vẫn phải lấy cái Hồ Gươm làm chuẩn, làm tâm đi, thì chúng ta nên mua ở cái khoảng cách với Hồ Gươm mà không quá xa. Thì đó thì chúng ta sẽ có những quận như kiểu Đông Anh này hay là ở quận Long Biên sẽ là những cơ hội mà chúng ta đầu tư bất động sản. Vâng, và sau đây thì chúng tôi sẽ chuyển sang phần câu chuyện đầu tư. Xin mời anh Tuấn sẽ kể câu chuyện đầu tư tuần này cho quý nhà đầu tư ạ. Câu chuyện đầu tư tuần này chúng ta nói về Charlie Munger. Thì Charlie Munger có thể là nhiều anh chị em chưa biết. Và nếu như anh chị em là biết rồi thì đôi khi cũng chỉ biết rằng là ông ấy là một phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, gọi là cánh tay phải của Warren Buffett. Nhưng thực ra là chúng ta cũng cần phải lưu ý một chút, đó là thực ra Warren Buffett được như bây giờ ấy, cũng là nhờ một phần công rất lớn của ông ấy. Khi mà lúc Warren Buffett vẫn đang loay hoay trong bài toán
về mẩu xì gà hút thừa, tức là những cái công ty mà có tài sản hữu hình tốt và ông ấy mua lại rồi ông ấy tái cơ cấu ông bán đi, thì Munger đưa ra cho ông ấy một cái triết lý mới, đó là mua những doanh nghiệp mà có mô hình tăng trưởng mãi mãi và cầm gần như mãi mãi đó. Thì khi mà Warren Buffett tiếp thu theo hướng này và khiến cho cái Berkshire Hathaway được mạnh mẽ như bây giờ, thì Munger này có một cuộc đời rất là sóng gió. Khi mà năm ông 29 tuổi thì ông ly dị vợ sau 5 năm chung sống, 8 năm chung sống, và ông lúc đó ông phải nuôi ba đứa con. Tức là khi mà vợ ra đi, vợ để lại cho ông ba đứa con, trong đó cái ngôi nhà, tức là cái tài sản gần như duy nhất của ông với vợ thì bị vợ lấy mất luôn. Đó thì tức là ông ấy nuôi ba đứa con và tay trắng không có gì cả. Thì sau đó thì một thời gian sau, tức 1 năm sau, thì cái cậu con trai Teddy, cậu con trai duy nhất của ông ấy, bị mắc bệnh ung thư bạch cầu và qua đời 1 năm sau đó. Thì một người bạn của Munger mới kể câu chuyện là lúc đó Charlie gần như là kiểu rất là buồn và hàng ngày đến đến thăm con trai và khóc rồi đi về kiểu thế, và gần như không bao nhiêu tiền là tập trung vào để nuôi để chữa bệnh đứa con này hết. Thì đến năm 32 tuổi, 31 tuổi thì đứa con Teddy này qua đời, và năm 32 tuổi thì ông quyết định đi thêm một bước nữa với một người vợ đã có 2 con, và sau này thì ông cùng với cả người vợ đó có thêm 4 đứa con nữa, thì tổng cộng là ông có tổng 8 đứa con. Và thực ra cái cuộc đời của Munger nó không suôn sẻ. Khi mà 50 tuổi thì ông ấy còn chịu thêm một mất mát nữa, tức là ông ấy bị bệnh đục thủy tinh thể và ông phải đi phẫu thuật. Thì khi mà phẫu thuật thì cái xác suất là 98% là thành công, thì ông ấy nằm trong 2% những người còn lại, tức là bị thất bại và ông ấy mù mất một con mắt. Nhưng mà ông không hề kiểu như là oán trách gì, và thậm chí sau đó ông còn đầu tư vào chính cái bệnh viện mà đã làm ông ấy bị mù mắt đấy. Thì cái sự nghiệp ông ấy thì song song ngược với cả cái cuộc đời rất là sóng gió ấy, thì cái sự nghiệp ông ấy cũng cũng đi lên rất là từ từ thôi và rất là chậm rãi. Năm 38 tuổi thì Munger thành lập một công ty luật, và rất nhanh sau đó thì ông nhận ra rằng là nếu chỉ làm luật thôi thì không thể giàu được. Thì sau đó là ông ấy bắt đầu khát khao, một khát khao rất là lớn, đó là độc lập về tài chính. Và ông ấy dành ra cái câu chuyện là 1 giờ học tập, tức là mỗi ngày ông ấy dành ra 1 giờ để ông ấy tự trau dồi kiến thức đầu tư của mình. Và giai đoạn 1962 năm 1975 thì cái hiệu suất của quỹ đầu tư của Munger đạt được đâu đó là 20% một năm, so với cả mức chỉ 5% của S&P 500. Đến năm 1976 thì ông ấy sáp nhập với cả quỹ của Berkshire Hathaway. Đó. Thế thì mình nhìn cái câu chuyện của Munger như vậy thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi, chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem là điều gì đã khiến cho Munger thành công như vậy, cái triết lý đầu tư ông là gì. Thì có một số cái câu nói khá nổi tiếng ông ý, đó là ví dụ nói về sự trân trọng này, thì ông nói rằng là nếu bạn nghĩ IQ của mình là 160 nhưng thực tế chỉ có 150, đó đúng là một thảm họa. Và ngược lại, nếu như mà IQ của bạn chỉ là 130 thôi nhưng mà bạn nghĩ rằng nó là 120 thì nó sẽ rất là tuyệt vời. Đó thì tức là chúng ta sẽ luôn luôn thận trọng khi mà đầu tư. Ví dụ như là chúng ta nghĩ rằng chúng ta đủ hiểu doanh nghiệp này, chúng ta sẽ đặt câu hỏi liệu những điều gì chúng ta chưa biết hay không, ví dụ như vậy. Rồi thứ hai nữa, về học tập thì thế giới không ngừng thay đổi, và đối thủ cạnh tranh của bạn cũng không không ngừng để trau dồi cái kiến thức. Chính vì vậy mà bạn phải luôn luôn học hỏi, làm sao để khi mỗi khi ngủ ngủ dậy thì bạn phải thông minh như ngày hôm qua. Đó. Rồi về trong công việc thì ông ấy nói rằng là nếu Warren Buffett đi học múa ba lê thì chúng ta không nhìn thấy một tên tuổi lẫy lừng của ông như ngày nay. Hãy làm công việc bạn yêu thích và bạn có đam mê thì tốt hơn rất là nhiều, tức là chúng ta tập trung vào những việc mà đam mê, đúng không ạ? Đối với đòn bẩy thì Buffett, học trò xuất sắc của Graham trong 30 năm, thì đã đầu tư còn giỏi hơn là Graham. Thì cái nguyên nhân vì sao Warren Buffett đầu tư giỏi hơn là Graham, bởi vì ông ấy đứng trên vai người khổng lồ, người khổng lồ đây chính là thầy Graham của mình, và nhờ cái tầm nhìn của Graham nên Buffett có thể nhìn xa hơn và rõ hơn. Đó. Thế nên ví dụ như khi quý vị mà thực hiện đầu tư đòn bẩy đây, quý vị không không nhất thiết lúc nào phải là tài chính, và quý vị có thể dựa trên cái kiến thức của Tuấn chẳng hạn, hay kiến thức của Duyên, hay của tất cả mọi người, để quý vị có thể nhìn xa hơn và quý vị đầu tư tốt hơn. Thì đó là câu chuyện của Charlie Munger, và có thể Tuấn hy vọng là cái câu chuyện này có thể giúp đỡ một phần nào đó quý vị trong khi mà quý vị đầu tư. Vâng, cảm ơn câu chuyện của anh Tuấn.
Trước khi mà chúng tôi sẽ chuyển sang phần giải đáp những câu hỏi của quý nhà đầu tư, thì chúng tôi xin phép được nhắc lại với quý nhà đầu tư về các chương trình của chúng tôi. Đó là ngoài chương trình La Bàn Đầu Tư của chúng tôi vào lúc 15 giờ thứ hai hàng tuần, thì chúng tôi có thêm chương trình Tọa Đàm Đầu Tư. Chương trình này chúng tôi sẽ dành riêng cho khách hàng của VN Direct. Ở trong chương trình thì chúng tôi sẽ phân tích về các mã cổ phiếu hay là nhận định thị trường, các ngành. Chương trình sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần. Thứ ba đó là chương trình cổ phiếu 360 độ. Và chương trình này thì chúng tôi sẽ phân tích một mã cổ phiếu theo hai phương diện tích cực và tiêu cực. Chương trình của chúng tôi sẽ được diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút thứ năm hàng tuần. Và thêm một chương trình nữa đó là chương trình đối thoại với PM. Chương trình này chúng tôi sẽ mời những PM đến để chia sẻ triết lý hay là chiến lược đầu tư của họ. Và thời gian diễn ra sẽ vào 9 giờ sáng thứ bảy, 2 tuần một lần. Và ngoài ra thì chúng tôi có thêm hai cộng đồng ở trên Facebook và Facebook. Đó có thêm 4 cộng đồng trên Facebook, đó là cộng đồng tích sản và cộng đồng tích sản và đầu tư thịnh vượng BeWell, cộng đồng giao dịch chứng khoán BeStock, cộng đồng gieo hạt sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư DeGo và cộng đồng bảo an tài chính DeLife. Chúng tôi đã để mã QR code ở trên màn hình, quý nhà đầu tư có thể bấm vào đó để tham gia vào cộng đồng của chúng tôi để được cập nhật những kiến thức hay những thông tin mới nhất của chúng tôi. Ngoài ra thì để giúp được tôi muốn cập nhật qua một chút, đó là cái cộng đồng BeWell ấy là cộng đồng về danh mục đầu tư và cái hướng đến quý vị đầu tư trung dài hạn. BeStock thì dành cho quý vị mà thiên về gọi là mua gì bán gì, mua gì hôm nay bán gì hôm nay. Rồi cộng đồng về DeGo thì là cộng đồng về đưa ra quý vị một con đường để tự do tài chính, đúng không? Rồi cộng đồng về DeLife thì làm cho quý vị được an tâm về cái cuộc sống của mình. Đó, thì đấy để quý vị có thể lựa chọn cộng đồng của mình cho phù hợp. Và ngoài ra thì VN Direct chúng tôi cũng có triển khai những khóa học để có thể giúp quý nhà đầu tư tăng trưởng kiến thức của mình để đầu tư một cách hiệu quả hơn. Thì quý nhà đầu tư có thể tham gia vào đường link đó là beacademy.vndirect.com.vn để tham khảo các khóa học của chúng tôi trong đó. Và tất cả những thông tin kiến thức này chúng tôi sẽ cập nhật tại page Trung tâm Tư vấn Đầu tư VN Direct. Thì quý nhà đầu tư hãy follow page của chúng tôi để nhận những thông tin. Và sau đây thì chúng tôi xin phép được chuyển sang phần trả lời câu hỏi của quý nhà đầu tư. Câu hỏi đầu tiên của quý nhà đầu tư Đậu Khắc Dũng đó là cho mình hỏi GVR theo chiều giữ ạ. GVR theo chiều giữ ạ. Thì GVR có một đặc điểm là cái định giá doanh nghiệp này nó đang hơi cao. Chúng ta nhìn cái PE của họ là khoảng 28 lần, PB khoảng 3 lần. Và trong đó hiệu hoạt động của họ cũng chưa thực sự hiệu quả khi mà ROE đó của họ khoảng 10%. Và GVR thì cái quy mô tài sản họ rất là rộng, rất nhiều công ty và rất nhiều công ty trong đó, số đó thì nó cũng chưa hiệu quả. GVR thì cái mảng đem đang ra tiền nhất của họ không đến từ cao su mà đến từ cho thuê bất động sản công nghiệp đó. Tuy vậy cái định giá của họ đang khá là đắt và cái hiệu quả doanh nghiệp đang chưa được tốt lắm. Thì nếu như là Tuấn mà thiên về đầu tư nhé, góc độ đầu tư nhé, không nói góc độ đầu cơ hay là cầm tiền vân vân các loại, thì Tuấn sẽ không ưu tiên đầu tư doanh nghiệp này khi mà cái ROE họ thấp này, P/E họ này rất là cao. Đó, thì đấy là tư vấn quý vị một chút về cái doanh nghiệp này. Dạ vâng. Câu hỏi thứ hai của bạn Tạ Ngọc Cầu đó là công ty có mở tài khoản online hoàn toàn mạng. Thì với câu hỏi này của bạn thì hiện tại thì công ty VN Direct có thể cho bạn mở tài khoản online. Tuy nhiên do tính pháp lý và pháp luật thì quý nhà đầu tư mở tài khoản online xong thì vẫn hoàn thiện hồ sơ giúp chúng tôi ạ. Và ngoài ra thì quý nhà đầu tư muốn cập nhật thêm thông tin về việc mà mở tài khoản này thì quý nhà đầu tư có thể truy cập vào trang web hoặc là gọi lên tổng đài của chúng tôi để được nhân viên có thể hỗ trợ quý nhà đầu tư. Sang câu hỏi thứ ba của nhà đầu tư Lê Long đó là nhờ chuyên gia đánh giá về mã MML ạ. Masan Midline. Masan Midline thì dòng họ của Masan thì luôn luôn được định giá rất là cao rồi. P/E của họ là 50 lần. Tuy vậy thì dòng họ của Masan thì nếu như chúng ta định giá thuần theo cơ bản ấy thì tôi nghĩ là sẽ không được định giá được, vì cái định giá của họ luôn luôn cao hơn rất nhiều so với cặp chuẩn chung của thị trường đó. Nhưng mà nếu như chúng ta nhìn xem là nếu như chúng ta chấp nhận cái chuẩn chung đấy, tức là chuẩn chung mà PE khoảng 50 lần, nó rất là vô lý so với cả các công ty khác trong ngành, ví dụ như là Thế Giới Động này PE đâu đó khoảng 15 lần hay PNT PE đâu khoảng 13 hoặc 4 lần. Thì ok, giả sử chúng ta chấp nhận cái mức định giá là PE 50 lần đi, thì trong trường hợp thế thì chúng ta sẽ còn một góc độ nữa, đó là liệu doanh nghiệp này còn tăng trưởng nữa hay không. Thì tôi nghĩ rằng là cái MML, tức là Masan Midline, họ còn rất nhiều cái cơ hội tăng trưởng nữa
khi mà quy mô trong ngành còn rất là lớn và trên đó họ cũng chiếm một miếng bánh rất là nhỏ trong ngành. Thì trong trường hợp chúng ta chỉ nhìn vào tăng trưởng ấy, thì cái cơ hội tăng trưởng cho Masamila còn rất là lớn. Đó, thì đấy là một vài quan điểm cá nhân Tuấn. Có một câu hỏi tiếp theo của bạn Dâu Tây, đó là cho mình hỏi về chiều mua của mã cổ phiếu SSI ạ. SSI thì ngành ở đây ra Tuấn có thêm một số câu hỏi nữa cả về MBS này, về HCM và SSI, thì Tuấn muốn chia sẻ luôn về ngành chứng khoán ấy. Thì ngành chứng khoán một đặc điểm rằng là nó thứ nhất nó có tính chu kỳ rất là cao, đúng không? Thì vì tính chu kỳ rất là cao nên thành ra là chúng ta sẽ nên mua những cổ phiếu này khi nào, khi mà cái mọi thứ nhìn có vẻ rất là xấu. Còn hiện tại thì ngành chứng khoán đang ở đỉnh, tức là bây giờ mọi thứ chúng ta nhìn thấy mọi thứ rất là tốt, đúng không ạ? Thanh khoản rất là tuyệt vời, vân vân, rất là mọi thứ. Thì cái sự tuyệt vời này đến một phần nữa là bởi vì do cái khi mà Covid diễn ra khiến cho cái lượng nhu cầu mà đầy những kênh tài sản chứng khoán này nó lên rất là cao, khiến cho thanh khoản tăng lên vượt trội, và chính vì vậy cái lượng cầu nó vào khiến cho cung không đáp ứng đủ. Chúng ta thấy là rất nhiều công ty bị nghẽn lệnh, rồi cái hệ thống không đáp ứng đủ cái nhu cầu nhà đầu tư. Đó, đấy chính là đặc điểm mà khiến cho cái ngành chứng khoán của thời kỳ rất là vàng son như năm vừa rồi. Vì vậy thì hầu hết những cái gì nó đã thể hiện ra trên cái bảng kết quả kinh doanh rồi. Và nếu như thời điểm này hiện tại thì tôi nghĩ rằng là vẫn thể ok khi mà bây giờ cái lượng nhu cầu về vốn, về đầu tư tài sản nó đã tăng lên rất là nhiều rồi, thì khiến cho ngành chứng khoán sẽ được ok ở một mặt bằng những vị đá mới. Tuy vậy thì nếu như đứng ở góc độ chu kỳ thì tôi thấy là nếu chúng ta cầm chung dài hạn cho ngành chứng khoán thì vùng này là vùng mà lợi suất trên rủi ro nó không được hấp dẫn cho lắm so với cả quá khứ. Đó. Dạ vâng. Do chương trình của chúng tôi cũng có giới hạn về thời gian, chính vì vậy mà chúng tôi xin phép được trả lời 2 đến 3 câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư, sau đó thì chúng tôi xin phép được kết thúc chương trình. Có một câu hỏi của bạn Thúy Ngô Thanh có hỏi, đó là cho mình hỏi TTF theo chiều giữ ạ. TTF thì Tuấn chưa đủ thông tin để trả lời câu hỏi này cho bạn, nhưng mà Tuấn muốn nói qua một chút là TTF là một doanh nghiệp mà họ doanh nghiệp như kiểu gọi là tái cơ cấu, tức là sát chết sống dậy. Thì cũng công ty mà sát chết sống dậy thì thông thường nó cần thông tin rất là nhiều. Nếu như bạn không đủ thông tin, tức là không đủ trong ngành này và bạn không nắm được hết thông tin, ví dụ như là cái này đơn hàng xuất bao nhiêu và tình hình tái cơ cấu nợ vay như nào, vân vân vân, thì bạn không nên đầu tư doanh nghiệp này. Thì kể cả TTF thế thôi, tức là Tuấn không đủ thông tin để đánh giá doanh nghiệp khi mà thông tin nó không quá nó không tức là thông tin của những công ty mà đang sát chết sống lại dậy nó cần nhanh liên tục thì mình mới đánh giá được rất là cụ thể. Nhưng doanh nghiệp này thì chúng ta không có đủ thông tin như vậy nên Tuấn sẽ không đánh giá được, và Tuấn cũng sẽ không có đánh giá gửi đến bạn. Dạ vâng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Tiến Hùng, đó là HDG bây giờ có giữ được không ạ? HDG thì họ có hai mảng, một là mảng về bất động sản và hai là mảng về năng lượng tái tạo. Thế mảng năng lượng tái tạo như Tuấn vừa nói đó là trong tương lai nó còn rất là ok, chúng ta có thể tham gia. Mảng về mảng bất động sản thì câu chuyện của năm nay và năm sau của Hà Đô khá là hấp dẫn khi mà họ bàn giao được những cái dự án ở vị trí rất đắc địa như Tràng Vilas chẳng hạn đấy. Thì ngoài ra thì quỹ đất của họ sắp tới còn khá nhiều bên Lào và họ sẽ chuyển dịch dần sang đầu tư bên đó. Thì tôi nghĩ rằng là Hà Đô một doanh nghiệp khá là ok, chúng ta thì theo dõi thời gian tới, nhất là mảng năng lượng của họ khá là tốt. Dạ vâng, và với mã cổ phiếu Hà Đô này thì trong chương trình cổ phiếu 360 độ tuần trước, cách đây 2 tuần thì chúng tôi cũng đã làm về mã cổ phiếu này và triển vọng của ngành năng lượng tái tạo. Thì quý nhà đầu tư có thể vào cái phần của cổ phiếu 360 độ của chúng tôi để tham khảo chi tiết hơn về mã cổ phiếu này. Ngoài ra của bạn Nguyên Viên thì có hỏi là nhóm mua nhanh bán nhanh trên Facebook là gì vậy? Thì nhóm đó của chúng tôi có tên đó là cộng đồng giao dịch chứng khoán D-Stock. Thì quý nhà đầu tư có thể vào bằng mã QR code mà chúng tôi có để trên màn hình đó. Và câu hỏi đó cũng sẽ là câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Và còn lại câu hỏi của quý nhà đầu tư thì chúng tôi sẽ trả lời ngay ở dưới comment của quý nhà đầu tư sau chương trình này. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Có một câu hỏi là VPBank hỏi từ đầu ý Viên thì anh chưa thấy em nhắc đến. Thì VPBank thì nói qua là có một cái phần trả lời của trên cái trang vndirect.com.vn, quý vị có thể vào phần trung tâm tư vấn đầu tư và
360 độ cổ phiếu, và chúng tôi có nhắc đến cổ phiếu này rồi. Thì VPBank cái định giá của họ bây giờ đang là PB khoảng 2,8 lần, và sau khi tăng vốn thì họ lên PB khoảng 2,1 lần, à giảm xuống 2,1 lần, tức là nó ở mức trung bình. Ngoài ra thì doanh nghiệp này cũng sẽ được tăng cái tín dụng thời gian tới, thì triển vọng của VPBank khá là tốt, khá là ok, và quý vị có thể nhìn chung dài hạn cái cổ phiếu này, tôi nghĩ là khá là tốt. Ok, chắc là thôi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi buổi hôm nay ạ. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại vào 15 giờ thứ hai tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect. Và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Thông tin tổng quan, đánh giá chuyên sâu chân thực, câu chuyện đầu tư hữu ích, tất cả sẽ có trong la bàn đầu tư. Livestream Facebook page VnDirect chiều thứ hai hàng tuần. Xem lại trên kênh YouTube chính thức của VnDirect, VnDirect Official.